Rò rỉ hình ảnh Eric hôn Sơn Ngọc Minh khiến người hâm mộ xôn xao. Những hình ảnh vô cùng thân mật của Eric và Sơn Ngọc Minh vừa bất ngờ được hé lộ. Tháng 2 năm 2017, Eric bất ngờ tuyên bố rời khỏi nhóm Monta vì lý do mâu thuẫn hợp đồng với công ty quản lý. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng một trong những nguyên nhân khiến nam ca sĩ sau tất cả tách ra hoạt động solo là vì chuyện tình cảm với cựu thành viên nhóm V-Music Sơn Ngọc Minh. Cặp đôi dù chưa lên tiếng về việc này, tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tin ý nhân ra. Trên tài khoản Instagram của cả hai, thường xuyên check-in cùng một địa điểm. Giữa thời điểm Eric gặp sóng gió, Sơn Ngọc Minh cũng viết nhiều dòng trạng thái động viên một người bí mật nào đó. Mới đây, những hình ảnh thân mật của Eric và Sơn Ngọc Minh bất ngờ bị rò rỉ. Cả hai hôn má, mặc áo đôi vô cùng tình cảm, khiến công chúng càng thêm có cơ sở để hoài nghi về mối quan hệ đặc biệt của cặp đôi này. Hình ảnh thân mật của Eric và Sơn Ngọc Minh, cả hai mặc áo đôi hôn má đắp mặt nạ, khiến người hâm mộ xôn xao về mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Trước đó, Sơn Ngọc Minh và Eric cũng từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau thân thiết thế này đây. Trên tài khoản Instagram, dù không chia sẻ hình ảnh chung, nhưng dễ nhận ra rất nhiều lần cả hai check-in cùng một địa điểm. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!